sống ở những nơi có cuộc sống bình yên, no ấm và hạnh phúc. Có bao giờ bạn tưởng tượng ra cảnh khốn cùng, bệnh tật và nghèo đói của những số phận bất hạnh? Ở nơi làng phong xa xôi ấy, có biết bao con người đang đau khổ, bất lực, thiếu thốn, đói khát khi bệnh phong cứ mãi đeo bám họ.